Alo mọi người, lại là Trâm Anh đây. Hôm nay đấu đỉnh cao vô tình gặp hai bạn ở trên TikTok ấy. Mặc dù mình không có nói tên nhưng mà hai bạn ý đầu game đã nhận ra mình rồi. Lại còn bảo là trận này thua là ra hủy follow luôn. Ôi thế luôn, nghe nói thế buồn thật sự luôn. Trận này thì đi với ông già lửa nên mình hạn chế không đứng gần nhau, với lại không đứng sát lính nha mọi người, để tránh nó spam chiêu ấy. Tại vì cái nội tại của con init ấy nó là vậy mà. Nắm bắt được chiêu thức rồi thì mình cứ hành nó thoải mái thôi. Mình cấu rỉa chúng được chiêu 1, tung chuẩn chiêu 2. Chiêu 2 chúng làm chậm nó, nên là mình ấn luôn chiêu 1 nhá. Không cần phải chỉnh nó cũng tự chúng luôn ấy. Sau mid bên kia chủ quan, tưởng là mình tung chiêu rồi, xong là phải đợi tận 6 giây mới hồi ấy. Nhưng mà không ngờ nội tại của Nata, lúc mà mình tung chúng 5 tia ấy, sẽ được hồi luôn 3 giây. Thế là mid bạn lên bảng điểm đếm số luôn. Bên kia team của mình đang phá bùa, thì bên này mình cứ việc farm thôi. Có con nào ăn con đấy mọi người ạ. Chơi Nata mà gặp team màu báo thì mới sướng, chứ kiểu nhanh can ấy thì thôi rồi, lúc đấy chiều thua luôn. Chiến thuật tốt nhất để mà Nata phát huy được hết sức mạnh ấy là đồng đội của mình cứ núp ở bụi dọa nó. Nó sợ nó không dám ra bụi. Lúc đấy thì Nata quẩy hết map luôn, không lo bị úp sọt nữa. Đầu trận team nào mà ăn được rồng thì lợi thế lắm luôn. Thề luôn, có mấy đứa kiểu đi rừng xong là ăn rơi, không ăn rồng cũng chả ganh gì cả. Đội na dù lại bảo ôm, chán cực luôn. Victor là một vị tướng mà Nata ngán nhất đầu trận, tại vì nó cứ núp bụi giữa, không cho mình đi ganh luôn. Chiêu của nó thì miễn được khống chế với lại miễn thương ấy, nên là trận nào mà gặp nó thì hơi mệt. Nhưng mà cuối game mình mà lên được cái mặt mạng đi giết thì nó không có tuổi luôn mọi người, chỉ sợ đầu game thôi. Canh treo 2 trốn rồi treo 1, lên bảng điểm số luôn. Nói vậy chứ, đi gặp cái con init ấy mà kiểu mình di chuyển ngu ấy, nó combo cho khỏi chạy luôn ấy. Cách tốt nhất là mình giữ khoảng cách với nó, xong là cấu rỉa từ xa. Khi mình tung trúng chiêu 2 thì mình mới dồn combo vào nó nhá. Còn không ấy, mình giữ lại chiêu 3 để miễn khống chế mà chạy. Linh anh rồng thấy con AD nó, mình tung chiêu 2 chặn lối về của nó. Kiểu này thì nó về cũng chết, mà không về thì cũng chết thôi. Bây giờ thì đi vào rừng tim bạn xem có gì ăn không. Cứ vét hết tài nguyên luôn. Onslaught!
đấy mọi người xem ở trên map nhỏ kìa, cái thang xích cơ đang xuống ấy, nên là mình ném treo để check, xong là mình núp ở bụi này để đợi nó qua. Đánh xích cơ thì nó không chết đâu, nên là mục tiêu của mình là vào ông già ấy. Combo chuyển khi núp bụi là mình dùng chiêu 2 trứng ấn lên chiêu 1, xong là vuốt chiêu 3 về hướng nó. Nhớ là vuốt thôi chứ mình đừng có ấn, không là bị chặt hướng đấy mọi người. Chú ý là đồ gợi ý của mình là đồ cấp 2 nhá. Lên như thế xong là mấy bạn nâng lên đồ cấp 3 khi có vàng ấy. Chưa để thế cả chất thì yếu lắm ấy. Em ơi, cái trình chơi bùa này. Bảng ngọc thì mình dùng một bảng thôi, trước giờ thì mình vẫn dùng như thế. Phù hiệu thì mình có thay đổi một cái, nên phù hiệu đề cử có thêm trăm anh ấy mọi người. Mình có chỉ ở clip trước ấy. Xong rồi. Ui may thế. May mà pha này có HP không là mình chết queo rồi. Giờ thì đẩy 3 đường lên cao, xong là muốn làm gì thì làm. Thôi xong, HP đang bị dí này. Pha này mình phải cứu bằng đội để trả con HP lúc nãy cứu mình. Giờ xuống hâm ta thân này mọi người. Ngọn mata thì mình có viết ở phần mô tả video ấy, ai thích thì dùng nha. Ngọc đấy mình leo top mata lên vèo vèo luôn. Team mình giờ ai cũng xanh rồi, nên là pha này mà ập vào thì team bạn chắc là đỡ không nổi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình nha. Mà đừng quên ấn đăng ký để xem những clip tiếp theo nhé. Mình có để link nhóm Facebook ở dưới phần bình luận ấy, mọi người tham gia cho vui. Hẹn gặp lại.